lượm rác 10 lần thì mới nhận được một túi rút cun. Mà mình đã có rồi, nên lượm chi nữa? À ha, mình chưa có thảm vận động cun nè. Phải biết chia sẻ yêu thương với mọi người. Làm sao bây giờ? Có một bà già khiêng đồ nặng đang qua đường kia. Mau lên, giúp đỡ bà cụ là được vali cun đó. Đâu, 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 đâu. Nhanh lên, nhanh lên. Mau giúp bà cụ đi. Đừng có hòng mà tranh giành với tôi nha. Mau lên đi, mau lên đi. Đánh đi. Anh Lợi, tôi là người tới trước, cho nên tránh ra cho tôi. Tránh ra. Anh Lợi, tôi là người đến trước mà. Tôi nữa, mau tránh ra. Rồi bây giờ bà làm gì ở đây? Nói đi. Đừng có hòng mà giành với tôi. Đừng có hòng mà tranh giành với tôi nha. Tôi muốn ai giúp đỡ. Nói đi, nói đi. Con ơi, giúp ông khiêng cái chậu cây này với. Ông tự làm đi, giúp ông thì con cũng đâu có nhận được phần thưởng con muốn. Sao cậu buồn vậy? Ai, tớ đang muốn có vali cun mà điều kiện khó quá. Có gì đâu, bây giờ tớ sẽ lấy đồ của Đạt rồi cậu giả vờ đem trả lại là được. Ý hay đó. Tớ nghe hết rồi, các cậu không được làm như vậy. Như vậy là xấu đó. Chuyện của bọn tớ liên quan gì tới cậu? Đúng rồi, gia đình nông dân siêu phàm bị loại khỏi cuộc thi rồi. Cậu đừng có xía vô. Hả? Không ổn rồi khu lưu. Con người không chịu làm việc nữa, vì phần thưởng ngày càng cạn kiệt. Thì kêu tiến sĩ đời chế tạo ra thêm đi. Lũ robot làm việc quá sức nên chập mạch hết rồi. Một mình ông làm không nổi đâu. Chúng tôi cần thêm phần thưởng. 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 Không có phần thưởng là không làm việc tốt. Không làm, không làm việc tốt. Không làm việc tốt. Không làm việc tốt. Mau xuất hiện đi, chúng tôi cần câu trả lời. Ai, đúng là ồn ào quá đi. Robot, mau đàn áp tụi nó cho ta. Tôi không thèm làm gì tốt nữa. Chạy đi mà, chạy đi mọi người ơi. Vậy là xong. Ra lệnh cho tất cả robot, đứa nào không làm việc tốt thì bắt nhốt hết cho ta. Ông đi đâu vậy khô lô? Ta đi gặp Mr. K để bàn kế hoạch tiếp theo nữa. Trả cho tôi nữa. Trả cho tôi. Trả đi. Mau đưa lại cho ta. Ta chưa có túi rút cun. Nè, cái này của ta mà. Ai cho ngươi cướp lấy chứ? Ai giành được thì là của người đó. Mọi người không nên tranh giành đồ của người khác. Đừng xí vào chuyện của người khác. Hả? Đây, nè, của tôi chứ bộ. Nè, trả cho tôi nha. Trả tôi nha. Từ ngày hội ác nhân thực hiện phong trào việc tốt, mọi thứ càng ngày càng tệ đi. Chỉ số hạnh phúc đã tuột xuống mức báo động rồi. Ai cũng làm việc tốt chỉ vì phần thưởng. Bây giờ không có phần thưởng, mọi người quay ra tranh giành của nhau. Mọi người ngày càng trở nên ích kỷ hẳn. Dạ, sống vô tầm quá. Không ai còn nghe lời khuyên của chúng ta nữa. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì chuyện này có gì đó không đúng.
Mr. K là một người rất lý trí, sao có thể chấp nhận mỗi ác nhân dễ dàng như vậy? Rõ ràng chúng ta không hề có lỗi trong chuyện này. Ủa, thị trưởng Kun. Chào ba ba bự. Anh và gia đình có khỏe không? Tình hình ngày càng nghiêm trọng. Tôi đến năn nỉ gia đình nông dân siêu phàm hãy làm gì đó để cứu lấy hành tinh này. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng nếu không phải gia đình nông dân siêu phàm thì sẽ không ai làm được việc này. Phải đó ba mẹ à, con tin là chỉ cần gia đình mình đoàn kết, chúng ta sẽ làm được. Gia đình chúng ta chưa bao giờ bỏ cuộc, kể cả những lúc nguy hiểm nhất. Mọi người sẽ cùng giúp đỡ gia đình nông dân siêu phàm. Hả? Anh Quang Hải. Chị Silly. Mọi người đều đã nghe thấy sao? Còn rất nhiều người tin tưởng vào gia đình nông dân siêu phàm đó. Không phải ai cũng đồng ý với cách làm của hội ác nhân. Thật là cảm động. Được rồi, gia đình nông dân siêu phàm sẽ cùng nhau tìm ra cách để khôi phục chỉ số hạnh phúc. Mọi người nghe nè, dựa trên những gì Mama Bay sâu chuỗi lại, người đáng ngờ nhất là Mr. K. Có thể có bí mật gì đó ở đây. Chúng ta cần phải điều tra Mr. K. Nhưng điều tra thế nào bây giờ? Chúng ta có bao giờ thấy Mr. K ra ngoài đâu. Cách duy nhất là đột nhập vào tòa nhà của Mr. K.